cầu đức mẹ an khương muôn đời. Lạy trên ngọc đế cha trời, diệu trì điện mẫu mẹ thời chứng minh. Các con tội lỗi muôn nghìn, đêm nay sám hối tội tình tiêu tan. Lạy trên tam giáo đạo tràng, già lam cổ Phật kỳ quang con chờ. Điều phiền não kéo đờn từ bi, lạy trên đức mẹ diêu trì, muôn nghìn tội lỗi mẹ thì thứ tha. Các con tội lỗi hà sa, trải trong muôn
chừng nào quy y tâm lòng nguyện cầu trong xóm trong làng nguyện ai cũng biết lên thuận tây phương lại cùng ngọc đế loài người. Lời dạy của Đức Mẹ Nữ Vương gửi đến các con. Diễn ngâm Nguyên Thiên. Loài người có là để biết ta là thật, ta là người tạo dựng muôn loài, ta là ai, ta là Đức Chúa Trời, ta là mẹ, ta chính là tạo hóa. Ta đã đến, ta xưng là Chúa cả. Ta đã xưng, ta là Đức Nữ Vương. Ta đã xưng, ta là Mẹ Thiên Cung. Ta đã phán, ta là ngôi hai cựu thế. Loài người có chính là do ta đó. Con nhờ ta, vì ta chính là ôi con
rời ta, con trở thành đất mà. Ta trở lại thì con hồi sinh dậy. Nay đã đến ngày ta hiện diện, kẻ chết trong mồ ta gọi bước ra. Xác chôn kia ta dành cho kỳ ba, kỳ tần thế cũng là kỳ sang thế. Loài người chết từ bao muôn thuở trước, ta để dành làm hạt giống đời sau. Hiểu rõ chưa, vì thế có con người khi đất lạnh trần gian ra cho bụi. Từ lòng đất ta gọi người đứng dậy. 40.000 năm là một lượt đổi thay, thế gian con nay đã sắp đến ngày kỳ thay đổi, hồn về thay xác khác. Ta là mẹ mà ta cũng là chúa, ta là mẹ rồi ta cũng là vua, ta là mẹ, ta là người mẹ mà, ta là mẹ, ta là Eva. Vậy xác người nam đặt tên A Đông Đỏ, xác nữ kia gọi chính tên Eva. Sinh khí kia chính là khí oxy, luồng cực mạnh đến trong ngày tận thế. Nay con hiểu vì sao loài người có kẻ đầu tiên là bởi đã sinh ra. Đã mà sao sinh tạo được con người, vì đá ấy ta để dành từ xác. Người là đá từ chòm sao chứ ép, người là gió rồng đất biến hóa thành. Người đầu tiên đã sắp 300 triệu năm, nay đã đến thời kỳ người hóa đá. Từ đá ấy loài người lại đứng dậy, luật sinh tồn ta bảo vệ giống nòi. Xác chết kia con đã biết để dành, kỳ tận thế cũng là kỳ sang thế. Con đã hiểu điều diệu kỳ như thế, sáng thế rồi nhân loại
được mấy người. Kỳ này đông vô số kể con ơi, không tẻ lành như kỳ rồi, mẹ biết phải 40.000 năm trước chỉ có 3 con người sống mà thôi. Thế cho nên tội lỗi mới sanh sôi, nay sống lại người đông gần như hội. Mẹ vui lắm vì nay con đã được hiểu mẹ cha để biết việc trời làm. Nay mai đây trên thế giới con ơi, sự đau khổ đã bị trời tiêu diệt, con người còn là con người đã biết luật của trời, sự sống bởi do trời. Con chẹp nay chẹp sách của trời, hãy giao giảng cho nhiều người được sống. Nhiều người sống thì thế gian con âm, bởi oxy là khí lành nghe con. Mẹ gần con thì nhân loại hao mòn, con biết nguyện cầu con bảo toàn nòi dòng. Mẹ còn muốn viết thêm điều này nữa, dẫu là ai cha mẹ cũng thử tha. Các con ơi, con hãy nên giao hòa, vì nhân thế đều là con của mẹ. Mẹ phấn re là để con hối lỗi, chứ mẹ cha là thường để yêu sinh. Thấy trần gian con lạnh lẽo sao đành, con hãy cầu nguyện cho muôn loài được sống. Vì thế nên mẹ mới tìm cách xuống hiện làm người để dạy dỗ muôn dân. Bài học này là bài học cuối nghe con, bài học này là bài học cuối nghe con. Thôi đứng dậy và bắt tay làm việc, thôi đứng dậy và bắt tay làm việc.